kia mình gặp gì cái mình hay nét nét vậy, cái nào còn còn nét mà. Lúc nãy mình nói hay quá không chịu nói trước để anh ta lấy máy quay ra giờ nói lại. Nói hay quá không chịu nói trước vậy hết. Sao lại điểm vậy? Thì mình đi nhiều lần rồi sao đó? Không vậy, nhiều lần rồi. Mày hả? Ba. Được rồi. Được rồi. Ba đám cưới và hát bốn lên tôi em rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khi mà tối thì ở lại và đi xe đó rồi. Ở lại đi Kim ơi, ở lại đi. Mình cũng ở lại mà. Thế nên anh ngồi ăn không à? Chưa tan kịp cho ơi.
thật sự ra chúng em cũng không có điều kiện để gặp các thầy cô. Bữa nay là nhờ Mai, rồi các bạn của Mai tổ chức thì tụi em mới được gặp lại các thầy cô. Và đây là mình vinh dự lắm nào. Gặp lại thầy cô rất là mừng khi các thầy cô còn sức khỏe, còn nhớ tụi em chắc gì vài năm nữa còn nhớ không? Đúng rồi, tụi em cũng mới em mới nói với các bạn đây là chưa chắc gì gặp lại lần thứ hai mà gặp lại mà nhớ không? Cho nên là bây giờ tuổi năm mấy rồi thì rất là mừng. Ai gì đây? Thay mặt tất cả học trò của các thầy cô chúc thầy cô sức khỏe, sống lâu, gặp lại hoài. Nhân dịp thưa quý thầy cô, thưa các anh với các bạn, cho thầy anh xin nói đuôi anh đúng không? Nói đuôi thì phải nói là cái xúc cái cảm động của anh Tiến, của anh Tiến thì đối với tụi em là một cái xúc động rất là nhiều. Ngay cả khi mà em nghe là có cô Thi rồi có cô Dung rồi có cô Tiến, mà em không ngờ là khi mà bước chân đến đây lại có thầy nữa, thì có các thầy nữa, thì phải nói là nhiều thì là thầy nhiều thứ, thầy lâu thì là cái xúc động nó tăng lên nhiều hơn nữa. Thì cái câu chúc của anh Tiến là chúc quý thầy cô là sức khỏe sống lâu, còn riêng em là thêm một câu nữa là sống lâu thiệt là lâu. Anh Linh nói có tuyên bố gì không?
tại sao lại các cô, các thầy, thưa các anh và các bạn, thì Ngọc Anh là em của Tài Linh, tên là Tài Lan. Các anh Ngọc Anh giới thiệu tiếp, thì tại sao hôm nay có bạn anh Liên, mà tại sao anh dành lời nói mà các bạn lên tiếng thì cũng thương anh Liên là chồng của Lê Anh. Dạ đó, xin giới thiệu cho cái này nói ra. Sao hôm nay mới biết? Có thể nói là sao rồi? Tài Lanh mà chưa. Tài Lanh hả? Đúng rồi, đúng rồi, Tài Lanh, Tài Lanh, Tài Lanh. Giới thiệu chưa bà lắm hả? Thank you.